Nam Mô Bổn Sư Thích Cao Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Hôm nay là ngày 29 tháng 3 2020 Chúng ta tiếp tục học tập Quyết trí một đời vãng sanh cực lạc quốc Học đến tập 52 Có một vị Phật tử này hỏi Mỗi năm À, gia đình có đám dỗ à, gia đình à, đốt giấy tiền vàng bạc rất là nhiều họ hỏi à, đốt giấy tiền vàng bạc à, có lợi ích gì hay không à, có một đoạn mà người xưa dạy rất là hay gỡ giấy tiền vàng mã vô ích xem khắp trong tạng kinh hoàn toàn không có thiết gỡ giấy tiền vàng mã nơi âm phủ. Sinh viên người đời đem chi phí gỡ giấy tiền vàng mã làm tất cả việc lành, chân thật, nhất tâm niệm Phật, ắt được vãng sanh. Nếu không làm việc này mà chỉ lo gỡ giấy tiền vàng mã không lựng là nguyện thái quá vô ích mà tâm trí ông chỉ ở nơi âm phủ thì khi chết ắt vào âm phủ nếu bảo rằng đời nay tích lũy đời sau thọ dụng thế thì những quả báo thiện ác lúc sanh tiền là không căn cứ chỉ có tiền của được tích lũy một cách bất nghĩa thì có thể chủ trì u minh chuyển giờ tạo hóa nhưng e rằng không có đạo chờ tâm tối ấy ví như người không lo bỏ ác làm lành mà gỡ tiền cho người coi tù đợi khi bị bắt dùng tiền ấy để khỏi tội như thế há chẳng phải là sai lầm lắm sao công đoạn này người xưa dạy mình việc đốt với tiền vàng bạc không có lợi ích gì hết không bằng lấy tiền đó chúng ta làm những việc lợi ích giúp người khổ đau người nghèo hoặc là làm máy niệm phật máy nghe pháp hay tượng Phật ấn kinh phóng sanh gì đó những việc chân thật như vậy làm lợi ích cho mọi người và niệm Phật hồi hướng cho họ còn việc mà tối ngày chúng ta nghĩ về âm phủ vì đốt với tiền vàng bạc là nghĩ về âm phủ thì tướng do tâm sanh cảnh tỳ tâm chuyển nếu tâm thường nghĩ về âm phủ khi chết chúng ta cũng đi xuống với âm phủ cảnh giới u minh khổ đau từ nơi đó thì người thân của chúng ta khi mất đi những cõi tốt đẹp rất là nhiều vì sao chúng ta mỗi năm cứ đốt với tiền vàng bạc đốt nhà đốt xe gửi cho họ không lẽ chúng ta muốn cho họ cứ ở mãi với âm phủ cảnh giới u minh khổ đau ở dưới âm phủ không thấy được ánh mặt trời như vậy mà không lẽ chúng ta muốn cho người thân mình mãi mãi ở dưới đó nên công đoạn này khuyên dạy chúng ta đức phật không có chỉ dẫn chỗ này chúng ta đừng nên làm Đốt với tiền vàng bạc không có kết quả làm những việc chân thật lợi ích mọi người hồi hướng cho người thân của mình sẽ có kết quả hơn nhiều. Vì khắp nơi nơi chúng ta nghe Phật Pháp như vậy. Chúng ta hiểu biết thêm quý vị. Nếu không thì có khi những việc làm chúng ta là làm không có lợi ích gì hết. Mà cứ mãi mê, cứ làm hoài. Như vậy thì ổn đi một đời con người chúng ta sống mà sống không có lợi ích. Đại sư Thiện Đạo nói rằng Nguyên nhân như lai ra đời Chỉ nói bản nguyện của Phật A Di Đà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Tại đời ác năm trượt Nói Pháp 49 năm Điều quan trọng nhất là dạy chúng ta Niệm Phật một câu A Di Đà Phật Giới thiệu cho chúng ta Pháp môn Thịnh độ thù thắng Có thể một đời thành thủ việc giải thoát sanh tử. Đây là những công đoạn mà chư tổ nhắc chúng ta. Cũng như những đức thường đọc. Giả sử như lai ưng sức thế, di thuyết di đà bổ nguyện hải. Một đời Đức Thích Ca Môn Đi Thiết Pháp 49 năm. Pháp mà thù thắng nhất và ngài chú trọng để độ tặng chúng sanh, đó là pháp môn tình độ. quý vị coi 8 vạn 4 ngàn pháp môn, có những người tu được, có những người tu không được. còn chỉ có pháp môn tình độ này, bậc thượng cũng tu được, bậc trung cũng tu được, bậc hạ cũng tu được, nhất là trong Thờ mạt pháp này, căn cơ chúng ta càng ngày càng thấp kém. Nếu như không gặp pháp môn tịnh độ này, các pháp khác dù chúng ta có tu cũng chỉ là hình thức. Chứ đời này chúng ta không có cơ hội gì mà được giải thoát cả. Quý vị đi hỏi tất cả những người tu ngoài tịnh độ. Vì hỏi họ đời này tu hành có thể giải thoát hay không? Họ sẽ trả lời cho quý vị nghe. Còn những người niệm Phật thì người ta vẫn có cái câu nói rằng người ta sẽ cố gắng một đời này nhất định phải giải thoát vì sao vì trong kinh luật luận và lời dạy chư tổ sư đều là tán thán tịnh độ pháp đại thù thắng có thể một đời này tu được giải thoát từ nơi đó mà khi người ta niệm vật thì người ta có lòng tin là đời này sẽ được giải thoát nên chúng ta Sống trong cõi đời này quý vị thấy quá khắc nghiệt từ là thời tiết cuộc sống thay đổi thất thường dịch bệnh rồi khắp nơi trên thế giới cứ là muốn xâm chiếm lẫn nhau có nghĩa là đủ thứ sự việc rồi nghèo thì kiếm tìm chén cơm manh áo cuộc sống cực khổ giàu thì cũng không biết đủ có khi hà hiếp những người nghèo đẹp thì xem thường những người xấu xấu thì mặc cảm có nghĩa là tất cả những con người chúng ta đang hiện hữu quả địa cầu này hình như chúng ta đi đến đây để mà chịu khổ quý vị à quý vị thấy cái niềm vui của một đời con người nó vui được bao lâu rồi tới cái khổ còn cái khổ thì quý vị coi có mấy ai thấy được mà vui Nên cuộc đời có người sống giống như là Sống để tiêu khiển thời gian để rồi chết cho sống Chúng ta rất là may mắn mình gặp được Phật Pháp Mình gặp được Pháp môn tịnh độ này Mình sống mỗi ngày mình biết niệm Phật Quý vị biết rằng mình biết tu đó Cuộc sống cơm ăn áo bận Cuộc sống cũng tương đối là bình yên Vậy mà có khi mình thấy cái cõi này mình sống quá khắc nghiệt quý vị Giống như chen chúc cùng với cuộc sống Nặng nề Đủ thứ việc lo Mà biết tu đó nha Chứ nếu như mà không biết tu Thì quý vị biết cuộc đời con người Nó lao theo cái dòng sống của cuộc đời này Thời tiết thì nóng bức Hạn hán Có những nơi không có nước uống Có những nơi cũng có nước uống Nhưng mà quý vị biết một giấc ngủ ngủ không đơn giản Nóng nực vô cùng Mà ở đây là thoáng mát rồi đó quý vị Gặp mà Ở thành thị nhà cửa đông đúc Đường phố xe chạy ào ạt à. Có nghĩa là cuộc sống này Quá khổ quá vất vả Nên Nó càng nhìn nhận thì Trong kinh Phật dạy Ta bà khổ Khổ không thể nói hết Quý vị cảm giác không quý vị quá khổ đúng hay không buôn bán kiếm cuộc sống lờ lớn chút đỉnh có khi tạo nghiệp có khi buôn bán người trả giá trên chờ dưới đất chúng ta thì có khi cũng phải bán mà căng thì thiếu thốn một chút hoặc là cũng phải nói lờ giả dối cũng vì cuộc sống mà quý vị thấy nó tạo cái nghiệp quả nói lờ giả dối hoặc có khi nói chuyện cháu chở đủ tới cái việc tạo nghiệp ở cõi ta bà này nên ta bà này mà nói ra cái khổ thì phật nói trong kinh rằng nói không thể hết còn thế giới cực lạc thì phật tán phán là vui vui cũng nói hoài nói không hết vì ở cực lạc cái gì cũng vui cả cái gì cũng tốt cả không có cái gì mà nặng nề không có cái gì mà khó chịu không có cái gì mà trở ngại chúng ta hình như tất cả người việt đều là thuận tiện đường phố đều là thuận tiện cái gì cũng tốt đẹp cả người thì không già không bệnh không chết phố phường thì sạch đẹp đường xá thì bằng phẳng con người thì có thần thông diệu dụng trí tuệ sáng suốt bậc thiện hội tụ một nơi người gặp nhau nói chuyện đều là nói những lời tốt đẹp nói những lời hòa thuận thế giới thì mát mẻ không có nóng bức không có chiến tranh, không có ô nhiễm, không có dịch bệnh. Có nghĩa là thế giới cực lạc thì cực kỳ là tốt. Nên chúng ta phân tách thì chúng ta thấy cõi này quá khổ rồi. Cuộc đời con người thì chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi. Dù có cố gắng đi chăng nữa cũng chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi. Nên chúng ta biết niệm Phật. Rất là may mắn là biết niệm Phật quý vị. Từ nơi đó mà mình cố gắng mình niệm Phật. Đây là một phương hướng giải thoát cho mình. Quý vị biết rằng dù bị nghe cái vui gì đi chăng nữa bị gói cuối cuộc đời của người mình cái vui này không có giải thoát được đâu mà chỉ có cái pháp vị của cái niệm phật mà nhìn nhận cái khổ đau mà mình biết được rồi mình chỉ thành mình niệm phật vui giả món nợ này cho xong còn niềm vui hiện tại cũng không tồn tại vì thọ mạng của mình nó có đủ thời gian để hưởng hoài đâu nên nó không tồn tại có khi bữa nay sống ngày mai chết mình nhìn có những người đi sôi sỏi ngày hôm nay ngày mai đã chết rồi nên những việc mà một người chia sẻ Phật pháp mà hướng đến chỗ giải thoát thì quý vị biết có khi mình nghe mình lắng động cái tâm mình lại còn nếu như những đức chỉ có nói văn tự thì quý vị chỉ nghe văn tự thôi nó không có một phương pháp để đúc kết cho mình tu hành để hướng đến chỗ giải thoát còn cái này cả ngày chúng ta chia sẻ hai thờ Điều là mục tiêu niệm Phật Là một phương hướng tu Tu có một tiêu chuẩn Một câu vật hiệu này niệm Nhắc nhở mình suốt Cả ngày đi đứng nằm ngồi thường niệm Phật Đi đâu cũng cầm theo cái máy bấm số này Nhớ Đi đâu cũng cầm theo cái máy bấm số Niệm lâu thành quen Mỗi lần cầm chiếc máy bấm số này Nhất định là niệm ai với Đạo Phật Những Đức nói Quý vị cầm cái máy bấm số này lợi ích gấp vạn 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 lần Chiếc điện thoại chiếc điện thoại chỉ có gọi nghe không nên cầm nó bấm cái gì trong đó chiếc máy bấm số này cầm bấm là bấm ai với đào phật cầm chiếc điện thoại mà bấm là chưa chắc bấm ai với đào phật Chị bị nhớ đó nên chiếc máy bấm số niệm phật này nó là một phương tiện hỗ trợ mình rất là hay nhớ. rất là đặc biệt Giờ giờ của mình mà niệm Phật Thì cái miệng này không tạo nghiệp Thì phải nhớ đó nha Người niệm Phật có đại phước báo Trong kinh Vô lượng thọ Phật dạy Những cái chương cuối bị coi Người mà gặp được Phật Pháp Gặp Pháp mong tịnh độ Gọi là không có phước thì không gặp được Pháp này Còn gặp Pháp này Mà không bồi dưỡng tính nguyện tu Thì cũng không đủ phước duyên Để mà tu lâu dài Nên có những người gặp thời gian bỏ cuộc cái pháp mà có thể một đời này tu được giải thoát thì bỏ cuộc. Còn cái pháp mà tu một đời này không có kết quả gì thì cố gắng cũng uổng công vô ích mà thôi. Nên công đoạn này người xưa nói rằng người niệm Phật có đại phước báo. Những đức nhìn tất cả các cụ già trong chùa mình. Những người già được lo lắng sống có những ngày bình yên vui vẻ. Trong túi không có tiền, không lo gì hết. Tới giờ ăn cơm có người nấu sẵn, dọn sẵn ra. Ăn xong đi về phòng ngồi niệm Phật một chút đi ngủ. Ngủ thức dậy đi niệm Phật. Thì biết rằng cái tuổi già như vậy thì còn cái hạnh phúc gì bằng. Có nhiều người già bây giờ ngoài đời đi bán giấy số. Đi lượm bọc, đi lượm lon. Đi đến những cái quán nhậu, quán này quán kia. Để coi người ta uống lon bia, lon nước ngọt. Người ta vứt ra lượm lụm xong đập dẹp. Bỏ vào trong cái bao, hoặc là lụm mũ, lụm này, lụm kia Để đi bán rau chai, đồ mũ Còn những người già này mỗi ngày họ niệm Phật cầu sanh cực lạc Những người già đây không phải là nuôi dưỡng lão Mà như Hòa Thượng Tịnh Không người nói rằng Ngồi ăn để chờ chết Mà tất cả những người già này đều là mỗi ngày Các cụ niệm Phật, các cụ có phương hướng giải thoát Nên á, các cụ trong đây, các cụ sáng suốt Các cụ khỏe mạnh, cương mặt các cụ tươi vui lắm quý vị à rõ ràng một con người mà có phương hướng tự nhiên con người này họ có một cái giác quan cũng nhạy bén đặc biệt giống như có một tư tưởng đó quý vị rõ ràng những người già này có phước có phước mới gặp được phật pháp nhất là tuổi già mà không gặp phật pháp nó khổ đau có khi nhung nhớ con cháu rồi buồn phiền hoặc nhớ nhung mà không gặp rồi có khi ngồi đó buồn rầu lo cho đứa con này ở chỗ nào chỗ nào đứa con kia ở chỗ nào chỗ nào không biết nó làm ăn làm sao làm sao tí tuổi già mà ngồi trong hỏn con cái bây giờ có vợ có chồng hết rồi. ngày nào con cũng đi làm có khi mẹ ở nhà ngồi trong hỏn cha ở nhà ngồi trong hỏn có khi chờ đứa con này đến cho vài ngàn có khi chờ đứa con khác đến cho vài ngàn có khi có tiền thì cũng lo cho những đứa con chỗ khác không biết bây giờ nó làm ăn làm sao rồi nhớ cháu rồi dính mắt cháu rồi có khi là con cháu nó nói một hai câu gì chạm tự ái thì buồn thì thì giận cái gì thế. đủ thứ việc buồn khổ nên nó nói rằng người già mà không gặp được Phật pháp là không có phước không có phước mà đã là người già không gặp Phật pháp rồi thì tới chết thì nhất định là chết vất vả chết khổ còn những người già ở đây biết niệm phật không giữ tiền đến chết luôn có người ta lo chứ nên các cụ mỗi ngày các cụ ung dung cái cuộc sống tự tại có một cái tâm giải thoát những người niệm phật rõ ràng là có phước quý vị người có thể nghe và tin đến được một câu ai với đạo phật này họ đã nhiều đời nhiều kiếp đến nay tích lũy bao nhiêu nhân viên Căng lành phước đức mới có thể đời nay gặp nghe và thọ trì pháp môn tịnh độ vì thế người hay niệm phật đều có phước báo lớn người hay niệm phật là có phước báo lớn chính những đức niệm phật những đức để ý rất rõ ràng mình mà thường niệm phật là rõ ràng là có phước thiệt vì sao vì cái miệng này tạm ngưng nói việc ác. Mà quý vị giờ giờ niệm Phật cũng ít có người tìm quý vị để nói việc của thiên hạ nữa. Còn chúng ta mà không có một cái pháp tu có khi chúng ta rảnh là chúng ta đi tìm chuyện lết đến nhà người này đi đến nhà người kia gặp nhau để ngồi tán ngẫu có những người thì buồn quá tiêu khiển thời gian ngồi quýnh bài Rồi có khi quýnh bài chữ thề Nói chuyện tục tiểu Rồi có khi buồn quá Không có việc gì làm đi uống cà phê Gặp nhau ngồi uống cà phê nói chuyện thiên hạ Trên trời dưới đất Quý vị mà là người biết niệm Phật Thì tự nhiên dù ngồi ở trong nhà Thấy niệm Phật nó bình yên vô cùng Quét cái nhà cái miệng cũng thầm thầm niệm Phật giặt bộ đồ cái miệng cũng thầm thầm niệm phật rửa nhà vệ sinh cái miệng cũng thầm thầm niệm phật vô nhà vệ sinh ngồi đi tiểu đi cầu cũng thầm thầm nhép môi niệm phật có nghĩa là ở nơi nào cũng niệm phật gọi là những người thường niệm phật là những người có đại phước báo phước báo ở cõi này đang sống họ tương đối cũng không đến nỗi khổ quá và cái phước lớn vô cùng cuộc đời của họ khi thọ mạng đến phật a di đà bồ tát quán thế âm bồ tát đại thế chí hàng thánh chúng cầm đài vàng xuống tiếp dẫn họ vãng sanh về thế giới cực lạc quý vị đây là phước báo vô cùng đặc biệt thù thắng phước báo chờ người đời nay nếu không niệm phật cầu vãng sanh tất cả sự nỗ lực chỉ là phước báo nhân thiên không có cách gì đời nay thoát khỏi sinh tử vẫn còn trở lại luân hồi nơi sáu đường quả thật đáng tiếc Đây là công đoạn chư tổ sư nhắc nhở chúng ta Nếu những người trong cuộc đời này họ có làm phước lớn cỡ nào Xây chùa cao vật lớn tạo tượng đúc chuông Hay là làm tất cả những việc khổ pháp gì lớn lao Đi làm từ thiện khắp nơi nơi Tóm tắt là dù là làm việc lớn lao gì lợi ích cho chúng sanh nhưng nếu người này không niệm Phật Thì phước báo của họ là Cõi người hoặc là cõi chờ Vẫn còn trong lục đạo luân hồi Không ra khỏi lục đạo luân hồi Nếu tất cả những người làm thiện này Mà họ còn Chí thành niệm Phật cầu sanh cực lạc Thì chắc chắn đời này Họ được giảng sanh về thế giới cực lạc Là chấm dứt sự khổ đau Trong lục đạo lưng hồi Quý vị nhớ đó Còn nếu không niệm Phật Dù có làm phước lớn cỡ nào Cũng là phước báo của cõi người và cõi chờ Có khi trong cái phước Nếu như chúng ta không tu hành Mà chỉ chú trọng cái việc làm Vì danh vì lợ Làm thiện Nhưng chỉ có hình thức bên ngoài nhưng cái bên trong là có cầu vật chất Rồi cầu cái tiếng tâm cho nhiều người biết đến mình thì cái việc phước báo này cũng chỉ là hưởng trong cái cuộc sống hiện tại cõi người cõi giờ cũng chưa chắc được đến thì phải nhớ vì sao vì cái tâm làm phước đó là danh lạ mong cho người ta biết đến mình và có trí cầu vật chất thì chúng ta làm điều tốt Chứ kiểm lại lương tâm của mình Khi mình làm Mà mình có niệm niệm hoàn toàn gì người hay không Nếu trong cái làm Mà nó có cái niệm gì cá nhân mình Chỉ có che mắt bên ngoài thiên hạ Là muốn người ta nghĩ rằng Mình là người làm việc lớn lao Dù cho bạn không có làm việc phước đức gì lớn lao chỉ cần giờ giờ khắc khắc niệm ai với Đà Phật Chí thành mà niệm Phật Dù một người này nghèo nàn Không có tiếng tâm không ai biết đến Người này chỉ cần gặp được tịnh độ Chỉ cần chí thành mà niệm ai với Đà Phật Đi đứng nằm ngồi chỉ cần niệm ai với Đà Phật Đại lão ở à, Tượng Hải Hiền này có nói một câu rằng Bạn chỉ cần là người chân thật niệm Phật Khi bạn chết đi Được giảng sanh thì cực lạc Thì khắp nơi trên thế giới Sẽ biết đến bạn Hòa thượng Hải hiền cuộc đời của Ngài Không có thiết pháp, không có giảng kinh Không có làm Phật sự gì to lớn cả Cái phạm vi của Ngài ở Nhiều năm không có đi đâu xa Ít ai biết đến Hòa thượng Hải Hiền Nhưng do vì Ngài niệm Phật quá tốt Cái hành trì về Pháp môn tịnh độ của Ngài quá Cứ là kiên trì Nhất môn thâm nhập quân tu lâu dài 92 năm niệm một câu ai với Đà Phật Không thay đổi Rõ ràng khi ngài giảng sanh thì đại lão hòa à Thượng thuận tịnh không tán thán thì khắp nơi trên thế giới đều biết đến việc giảng sanh của hòa thượng hải hiền đại lão hòa à Thượng tịnh không còn nói rằng chín ngàn năm trong thời mạt pháp thì chính tấm gương của hòa thượng hải hiền làm lợi ích cho chúng sanh chín ngàn năm quý vị suy nghĩ chỗ độ sanh của hòa thượng hải hiền rộng lớn như vậy vì coi có những người phương trượng chủ trì hình tướng rộng lớn chùa cáo vật lớn nhưng chết xong rồi thì trang sử này khép lại hoàn toàn ít có ai nhắc đến còn hòa thượng ấy hiền cả cuộc đời niệm một câu Phật hiệu làm những việc như là một bác nông dân nhưng nhờ trí thành niệm Phật khi giảng sanh thì trang sử mở ra chín ngàn năm quý vị suy nghĩ bao nhiêu chúng sanh như vậy mà đều là học tập theo tấm gương hòa thượng ấy hiền những người niệm Phật nghe đến là khởi tính tâm niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Chỗ lợi ích và công đức này không thể nào mà tính hết được quý vị à. Nên một câu ai với Đà Phật này, chúng ta được bổ túc mãi như vậy để cái tâm niệm Phật của chúng ta nó không bao giờ thay đổi và không có một người nào nói mà chúng ta dao động tâm mình mà bỏ niệm Phật chạy đi tìm Pháp khác cả. Ai có nói gì Chúng ta hiểu rồi Chúng ta cứ lo niệm Phật Không cần trả lời Không cần bàn cãi Chúng ta chỉ cần lo niệm Phật là tốt rồi quý vị Nếu mà người niệm Phật mà được như vậy Thì quý vị sẽ cảm thấy bình an vô sự Đặc biệt vô cùng quý vị à. Những đức đọc những văn tự Mà của chư tổ sư dạy chúng ta rất là hay Cho ti đã tàn Nhưng hơi ấm vẫn còn Ngắm ngầm bên trong chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng làm nó lé sáng lên rồi sau đó trở lại nguội như trước tâm của người tu hành cũng nên tập như đóng cho tàn không xin thêm chuyện phiền phức khởi tâm phân biệt phải giái chỉ cần một câu ái với đà phật giữ vững đến cùng Những văn tự này đều khuyên chúng ta Không nên tạo thêm sự phiền phức Nếu như mỗi ngày nhận đức Mà không học tập như vậy Mình nói rằng là nhắc nhở người Nhưng thật sự là nhắc nhở mình Quý vị biết buông ra một cái là gây thêm phiền phức Thí dụ như thiết pháp đi Mà nếu không đọc những văn tự này Có khi cũng gây phiền phức Có khi đọc rồi nói một chút cũng gây phiền phức nên chúng ta dùng cái miệng này cả ngày phải niệm phật cả ngày niệm phật thì không phiền phức ai nói việc gì mặc kệ ai việc ta cứ lo lo niệm phật thì tất cả việc đều là bình yên vô sự nếu như đem việc này nói người kia nghe đem việc kia nói người nọ nghe chắc chắn là có chuyện nên những phật tử gặp được Phật Pháp Cả ngày của mình niệm Phật Sáng tối dụng công lễ Phật tu ở nhà Làm tròn trách nhiệm làm chồng Làm tròn trách nhiệm làm vợ Làm tròn trách nhiệm con cái hiếu thảo với cha mẹ Anh em hòa thuận Mình là người nghe đạo Cái nhân cách sống chỉ có như vậy Là quý vị thấy cuộc đời mình có ý nghĩa Dù là kiếp nạn gì xảy ra chúng ta cũng không lo âu Vì sao? vì chúng ta mỗi ngày sống hiền từ sống có đạo đức một kiếp con người hiền từ có đạo đức dù có chết đi người ta cũng cảm thấy mãn nguyện cuộc đời vì đời sau người ta là tốt đẹp người ta có gì sợ hãi lo còn nhiều người chúng ta khi không biết đạo nghe đến bất cứ một sự việc gì chúng ta sợ lắm mà cái sợ thì cái bệnh, cái già, cái chết cũng đến. Nên cái đặc biệt của chúng ta là mỗi ngày sống. Là mỗi ngày sống bình yên. Muốn bình yên thì phải niệm Phật. Hay lắm. Một câu Phật hiệu đi đứng nằm ngồi. Cứ ai với Đà Phật. Ai với Đà Phật. Ai với Đà Phật. Lạ lắm. Trong câu ai với Đà Phật này chúng ta không hình dung nổi. Chúng ta cũng không lý giải hết được quý vị à những người hỏi ai với đạo phật là cái gì tôi cũng không thể nào hình dung mà nói hết nổi vì không thể nghĩ bàn chỉ có phật cùng phật mới hiểu tột cùng người nghe mà chịu niệm là có thiện căn còn nếu bạn muốn chấp vấn thì tôi chỉ là nương vào lời chư tổ nói một số câu như vậy bạn không tin thì tôi cũng đành chịu nhưng tôi thấy cả tôi cũng không hiểu hết được câu ai với đạo phật nhưng mà tôi thấy hơn 10 năm nay tôi niệm ai với Đạo Phật Có lợi ích lớn Thấy rõ ràng Có người sống mỗi ngày Âu lo khổ đau Như vậy mà chỉ có niệm Phật Mà ngày ngày sống bình yên vô sự Một con người mà Cuộc đời của mình lo cho mình chưa sống Như vậy mà chỉ có niệm Phật Mà có thể lo cho bốn năm trăm người Một con người tâm địa Luôn luôn xấu xa đê tiện Tất cả những điều tốt Muốn đem về cho mình tất cả những điều xấu muốn đưa cho người khác như vậy mà chỉ có niệm phật lạ thay thì phát tâm thương yêu người khác những người mù những người què hoặc những người bệnh hoạn nó lại thương lạ thay là trong có vật hiệu này một con người chịu niệm thì điều xấu gì cũng sửa được điều ác gì cũng sẽ buông ra lạ lắm chỉ có một câu vật hiệu thôi mà bao nhiêu văn tự nằm trong đây có nói hoài nó cũng không hết quý vị thấy Ngày nào những đức cũng chia sẻ vào pháp hai thờ chỉ có nói ai với đà phật mà có những văn tự nó phát triển từ câu niệm ai với đà phật này mà trong câu ai với đà phật này vô hình chung nó có một cái sự an lạc bình yên và có một cái sự tha thứ có cái từ bi quan hỷ đầy đủ nằm bên trong hết quý vị mà chỉ cần chịu niệm một câu ai với đà phật này thì cái năng lực phát huy rất là cao con người có một cái năng lực phát huy cao lắm bởi vì coi những con người mà siêng năng niệm phật quyết chí cầu sanh cực lạc chân thật tất cả những việc gì họ làm họ cũng làm giỏi mà họ kiên trì họ làm họ không có nặng với bất cứ người nào hết hay lắm chỉ có một câu vật hiệu thôi mà hay như vậy đứa con này bắt hiếu vô cùng đứa con này chỉ cần chịu nghe niệm phật thì tự nhiên từ từ có hiếu lại nên con mới sinh ra gieo chủng tử cho nghe câu vật hiệu con nít tập từ cái còn nhỏ cho đến lớn đứa con nít này sau này lớn lên có một cái tâm thiện đặc biệt lắm vì câu ai với đạo phật không có cái thiện gì bằng có vật hiệu này tất cả các điều thiện không điều thiện nào bằng ai với đạo phật nên chúng ta đem cái câu vật hiệu này cho con mình từ khi còn nhỏ được nghe trước khi đi ngủ niệm phật thì giấc ngủ của mình yên trước khi đi làm niệm phật thì làm việc cũng ít việc nào trước khi vô công sở buổi sáng tôi một thờ vào trong công sở ai nhìn mình thấy cũng quan hỷ dễ thương trước khi đi buôn bán đều phải niệm phật ngồi rảnh rỗi đều niệm phật tất cả công việc gì niệm phật cũng được câu phật hiệu len lỏi vô tất cả những sự việc của chúng sanh ai làm việc gì cũng dụng công niệm phật được nhưng người thường niệm Phật buôn bán Cũng buôn bán đắt nữa Vì gương mặt quý vị tươi vui lời nói Dịu dàng Ai nghe cũng thấy dễ thương Mà câu ai với Đạo Phật nó pháp duyên thù thắng Có người mà niệm Phật là có duyên đặc biệt Xấu thì có duyên cũng đặc biệt Đẹp càng có duyên Mà người niệm Phật giết rồi Tướng tá gương mặt thay đổi Tại vì sao? Vì cái tâm thiện nên phát ra cái tướng thiện còn một con người mà tướng đẹp mà tâm ác Thì cái tâm ác này nó phá cái tướng đẹp Còn một con người mà tướng xấu mà cái tâm thiện Thì cái tâm thiện này từ từ nó phá cái tướng đẹp Rất là rõ ràng Mà cái thiện lớn nhất là niệm ai với đà Phật Nên sự tán tháng này chúng ta cố gắng niệm Phật Mà chỗ quan trọng nhất cái lợi ích của thế gian này Nó có thời gian Chúng ta quyết chí niệm Phật về thế giới cực lạc đem tất cả công đức niệm Phật làm thiện làm điều tốt đẹp đều là hồi hướng cầu sanh cực lạc quý vị nhớ tất cả những công đức lớn nhỏ tu hành được niệm một câu Phật hiệu của một ngày đều hồi hướng thế giới cực lạc không có cầu cái việc thế gian này cũng không có cầu cái chuyện con cái học giỏi hay là con cái học hành đỗ đạt hay là làm ăn phát đạt gia đình hạnh phúc không có cần cầu chỗ này Quý vị chỉ cần chắn thật niệm Phật làm điều thiện, điều tốt gì đó Điều hồi hướng về thế giới cực lạc Nhưng tất cả những việc gia đình bình yên Gia đình hạnh phúc Con cháu hòa thuận tốt đẹp Có hay không có Quý vị chỉ cần chăm thật mà làm lâu dài kiên trì Lòng tin kiên cố Thì chắc chắn rằng gia đạo sẽ tốt đẹp Đừng bao giờ cầu việc gì, gì ở thế gian Mà điều cầu sanh cực lạc Đây là người có trí tuệ niệm Phật Quyết chí một đời Vãng sanh cực lạc quắc Quý Phật tử khắp nơi nơi chúng ta nghe như vậy Chúng ta cùng cố gắng niệm Phật Để đời này chúng ta hẹn gặp nhau Ở thế giới cực lạc nha quý vị Nguyện đem công đức này Hướng về không tất cả Để từ và chung sanh đồng sanh về tịnh độ